Xin chào các bác, em lên sóng con TR1 ngon bổ rẻ. Bác nào mà muốn đầu tư ít tiền mà vẫn muốn có một cái chiếc máy rửa ngon lành, sạch sẽ, bền bỉ thì các bác lấy mẫu này nhé. TR1 hay là TR9 thì tất cả các tính năng của nó đều giống nhau, không có gì thay đổi. TR7 thì giống như hệt TR1, kích thước, chiều cao hay là các tính năng thì đều y hệt luôn. Nó chỉ khác nhau về giá là vì là nó khác năm sản xuất thôi các bác nhé, không có khác gì nhiều cả. Đây là cái đời đầu tiên của cái dòng máy rửa bát khi Panasonic họ mua lại của National là 2009 này các bác này. Cho nên các cái tôn phần này họ làm vẫn cứ dày dặn hơn. Đấy là quá trình làm để em chắc chắn, cẩn thận hơn, dày dặn. Bên Nhật họ dùng 2009 nhưng họ chỉ dùng 1-2 năm là họ bỏ thôi, cho nên là không dùng nhiều về thời gian nữa. Các bác yên tâm hoàn toàn về chất lượng nhé, em bảo hành 1 năm. Đều có công nghệ Econavi tiết kiệm điện này, hẹn giờ này, thời gian sấy rồi rửa tiêu chuẩn. Đấy, chỉ sấy riêng biệt. Các đèn báo chu trình rửa, đèn báo mở cửa. Bên trong nội thất thì cũng không khác gì những con TR kia, dùng tất cả các cái giá này chung hết các bác nhé. Từ TR1 đến TR9 đều lắp chung được hết. Vì kích thước của nó giống nhau hệt nhau. Đấy, nên là không có gì khác biệt. Chiếc này em bán thì có 2,6 triệu thôi, bảo hành 1 năm, mã số 8. Nếu bạn nào đang muốn con máy còn được rẻ các bạn liên hệ nhé. Chi phí vận chuyển từ Việt Nam.